Tính tí đi, đi học chưa về mà. Tại sao đem mẹ cho xe tắm trước? Ừ. Và cà vốn. Chị tắm trước hả? Sẽ muốn ta muốn về với xa. Em đã có ngủ không? Ừ. Hả? Em đã ngủ rồi. Em đã có ngủ không? Ừ. Hả? Em đã ngủ rồi. À. Sao về? Sao đói bụng chưa? No. Daddy, what is the best thing in front of you for? Sao ngồi xuống té bây giờ? Ngồi xuống. What's that glass thing in front of you? Yeah, the small glass thing. Ừ, cái đó để ba nhìn cái tốc độ của chiếc xe đó. Oh. Ba nhìn xe chạy nhanh chạy chậm mà biết. Wait, the wipers? The speed of the car. Are the cars in front of us? Speed of our car. I couldn't see the speed of our car. Ngồi xe ngồi xuống đi, để hết bây giờ. Ngồi xuống, ngồi dựa vào cái ghế đi. Đó.
should go to the closest Starbucks ever when